Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Anh Binh Audio của mình. Trong tập trước, khi Tần Trần cùng nhóm Ma Lệ, Bất Tử Thạch Lão và Thiên Nhãn Quỷ đang trong giai đoạn cuối cùng của kế hoạch khống chế Cửu Minh Cấm Không Đại Trận thì bị phát hiện. Trong lúc Tần Trần tập trung vào việc khống chế trận trụ cuối cùng, thì Ma Lệ cùng Bất Tử Thạch Lão và Thiên Nhãn Quỷ phải liên tục đối mặt với lực lượng canh gác ngày càng đông đảo từ khắp nơi đổ về. Dù có thực lực mạnh mẽ nhưng trước số lượng áp đảo của đối phương, nhóm Ma Lệ dần rơi vào thế yếu. Đúng lúc tình hình nguy cấp nhất, Thạch hoàng Đại Đế đột ngột xuất hiện, khí thế vô biên của một vị đại đế khiến tất cả mọi người có mặt đều run rẩy liệu từng từng có kịp hoàn thành việc khống chế trận trụ cuối cùng trước khi thạch hoang đại đế ra tay hay không thì mời mọi người cùng theo dõi tập ngày hôm nay để biết rõ nhé tốc độ hình chiếu của thạch hoang đại đế nhanh cỡ nào là người đầu tiên chạy tới hiện trường ánh mắt của hắn nhìn về phía trong sân trong nháy mắt rơi vào trên người bất tử thạch lão hắn lạnh giọng nói bất tử thạch lão nhìn thấy bản đế tại sao còn không quỳ xuống lời nói mang theo uy áp vô tận cuốn tới làm cho rất nhiều cường giả vây công bất tử thạch lão nhao nhao tránh lui thân sắc hoảng sợ bất tử thạch lão nhìn thấy chủ nhân trước kia trong lòng không hiểu sao hiện ra sợ hãi Tuy nhiên giờ phút này linh hồn hắn đã bị từng trần khống chế, và ấn ký trong đầu hắn cũng bị lực lượng của Thủy Mị Đại Đế áp chế. Vì vậy khí tức của Thạch hoang Đại Đế chỉ là làm hắn sợ hãi, nhưng còn chưa thể thay đổi suy nghĩ của hắn. Thạch hoang Đại Đế nhìn thấy bất tử Thạch lão dưới uy áp của mình lại không hề có cử động gì, lập tức không khỏi tức giận hừ một tiếng. Một tiếng gầm này giống như sấm sét giữa trời quang, vang vọng đất trời. Ánh mắt của hắn giống như thần quang, gắt gao nhìn chằm chằm bất tử Thạch lão, đồng quang nở rộ, mơ hồ nhìn thấy sâu trong linh hồn bất tử Thạch lão tựa hồ có lực lượng gì đó che đậy hết thảy, bao gồm cả ứng ký của mình cũng bị che đậy trong đó không cách nào cảm ứng được linh hồn phong cấm là ai làm thạch hoang đại đế trong lòng nhất thời cả kinh mình quả nhiên không đoán sai lại có người che đậy ấn ký của mình hơn nữa cổ khí tức này lại mang theo sức mạnh của đại đế phải chăng là vị đại đế nào xâm nhập tử hải lúc này có cao thủ dưới trướng phán quan quỷ vương đột nhiên lo lắng nói thạch hoang đại đế đại nhân trước tiên không vội xử trí bức tử thạch lão có người đang ở trong không gian trận trụ kia luyện hóa trận trụ mong thạch hoang đại đế đại nhân mau chóng ngăn cản người này căn bản không cần người này mở miệng giờ phút này ánh mắt thạch hoang đại đế cũng đã nhìn về phía cục trụ không gian phía xa Ánh mắt của hắn giống như lợi kiếm, xuyên thấu hư không vô tận. Chồng nháy mắt rơi vào trên thân Tần Trần trong trận trụ, vừa nhìn qua, đồng tử của hắn lập tức co rụt lại. Người này, đây là đang luyện hóa trận trụ của Cửu Minh Cấm Không Đại trận kia sao có thể? Thần sắc thạch hoang đại đế hoảng hốt, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra hành động của Tần Trần, đúng là đang luyện hóa không gian trận trụ kia. Càng làm hắn kinh sợ hơn là quanh thân Tần Trần có không gian phù văn vườn quanh, cùng không gian trận trụ trước mắt này vậy mà đã tạo thành một loại liên hệ đặc thù nào đó. Điều này rõ ràng đại biểu đối phương đã khống chế không ít phù văn bí văn của trận trụ này giờ phút này trong lòng thạch hoang đại đế khiếp sợ thậm chí còn nhiều hơn so với việc bất tử thạch lão phản bội bản thân cửu minh cấm không đại trận chính là gia tứ cực đại đế minh giới bày bố có thể phong tỏa cường giả cấp đại đế cho dù lấy thực lực của hắn muốn khống chế những trận trụ này cũng chưa chắc có thể làm được nhưng trước mắt người này tu vi rõ ràng không phải đại đế nhưng lại có thể luyện hóa bí văn trên trận trụ chuyện này quả thực vượt xa sự tưởng tượng của hắn là khí tức trên người hắn khí tức không gian thật là khủng bố đây là lực lượng gì thạch hoang đại đế nhìn chằm chằm vào từng trần nhìn ra lực lượng quỷ dị trên người từng trần cổ lực lượng này khiến hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía khiến trong lòng hắn kinh hãi không gian chí bảo đây tuyệt đối là một món không gian chí bảo nào đó hơn nữa ít nhất cũng là cấp đại đế thạch hoang đại đế trong lòng chấn động mạnh rốt cuộc bất chấp mọi thứ thân hình nhón một cái trực tiếp nhào về phía trụ thần không gian chỗ tầng trần muốn ngăn cản hắn ngăn hắn lại đúng lúc này một giọng nói lạnh như băng vang lên là thiên nhãn quỷ vật và bất tử thạch lão hai người tự hồ đã sớm dự liệu được cử động của thạch hoang đại đế trước tiên phóng lên tận trời ngăn chặn trước mặt thạch hoang đại đế hai lão già này điên rồi sao ma lệ trừng to mắt những cường giả khác ở đây cũng đều bối rối thực lực bất tử thạch lão và thiên nhãn quỷ tuy mạnh nhưng cũng chỉ là đỉnh phong siêu thoát mà thôi dám ngăn cản thạch hoang đại đế đây không phải là muốn chết thì là gì lấy lực lượng của thạch hoang đại đế sợ là một quyền liền có thể đánh nổ hai người bọn họ quả nhiên nhìn thấy hai người dám ngăn trước người mình sắc mặt thạch hoang đại đế âm trầm ánh mắt lạnh như băng oanh một tiếng thạch khí trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát hắn căn bản không nhìn bất tử thạch lão và thiên nhãn quỷ liền trực tiếp xông qua hai người mục tiêu của hắn là từng trần Đăng bản không có thời gian lãng phí trên người Bất Tử Thạch Lão và Thiên Nhãn Quỷ, nhưng mà thạch khí trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt sắp sửa quét trúng Bất Tử Thạch Lão và Thiên Nhãn Quỷ, thì một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, từ trong tử hải bên dưới, đột nhiên có hai bóng người lao ra, hai bóng người này vừa xuất hiện, khí tức chuẩn đế kinh khủng liền tán dật ra, ngay sau đó, Bất Tử Thạch Lão, Thiên Nhãn Quỷ cùng với hai bóng người đồng thời đưa tay, bốn kiện chí bảo trong nháy mắt xuất hiện trong hư không. Bốn kiện chí bảo này vừa xuất hiện, khí tức của tất cả mọi người ở đây đều biến đổi, rất nhiều cường giả ở đây chỉ cảm thấy một cổ khí tức kinh khủng cuốn tới không ít người trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn khóe miệng tràn ra máu tươi mọi người hoảng sợ ngẩng đầu sau khi nhìn thấy bốn kiện chí bảo kia đồng tử lập tức co rụt lại kinh hải nói đó là chỉ thấy trong hư không bốn kiện chí bảo tản ra khí tức chuẩn đế bắt đầu khởi động gồm một sợi xiềng xích một cái chuông một cây bút cùng một tấm vải xiềng xích phun trào hình thành đại trận mênh mông cùng lúc đó quỷ chung kia chấn động phán quan bút kéo ra một vết mực tính cả khối vải dài đen kịt kia nhanh chóng phong tỏa thiên địa từng đạo phù văn thâm thúy từ trên thân bốn người bất tử thạch lão nổi lên cấp tốc xông lên chân trời hóa thành một trận pháp cổ xưa giam cầm thạch hoang đại đế ở trong đó trong hư không xuất hiện từng sợi xiềng xích màu đen trong nháy mắt xuyên thẳng về phía thạch hoang đại đế trong khoảnh khắc liền trói buộc hắn ở trong đại trận thạch hoang đại đế thần sắc kinh sợ hắn ngẩng đầu nhìn lên trời đại trận phong cách cổ xưa kia phun trào trong nháy mắt khi đại trận hình thành hắn lại cảm nhận được một cổ áp chế mãnh liệt khí tức trong cơ thể bị gắt gao áp chế đồng thời lúc trước tung kích về phía bất tử thạch lão khí tức thạch khí của hắn sau khi va chạm với đại trận cũng ầm ầm vỡ nát đây là trận pháp gì lại có thể vây khốn được bản thân ánh mắt thạch hoang đại đế lạnh như băng nhìn bố phía sau khi nhìn thấy bốn kiện chí bảo kia lập tức lộ ra kinh sợ mà những cường giả khác ở xa xa cũng đã phục hồi tinh thần lại nhìn thấy bốn kiện bảo vật kia thần sắc mỗi người đều kinh hãi đây là khốn thần tỏa và quỷ hoàng chung còn có phán quan bút và khỏa thi bố đây không phải là đế binh đỉnh cấp của tứ cực đại đế ở minh giới sao những thứ này hẳn là hàng nhái nhưng sao lại xuất hiện ở đây nhìn thấy bốn kiện chí bảo kia tất cả mọi người đều trừng to mắt lộ ra vẻ hoảng sợ danh khí của bốn kiện chí bảo này tại minh giới quá lớn ai ai cũng biết đến giờ phút này chúng diễn biến thành đại trận lại vây khốn được cả thạch hoang đại đế đây tuyệt đối không phải là hàng nhái đơn giản mà là hàng nhái tỉ mỉ của bốn kiện đế binh đỉnh cấp lúc này thạch hoang đại đế đột nhiên nhìn về phía một bóng người trong đó hoảng sợ nói ngươi là thạch tượng quỷ tổ giờ khắc này trong lòng thạch hoang đại đế dâng lên nỗi kinh hãi chưa từng có hắn gắt gao nhìn chằm chằm một trong hai bóng người kia ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin bởi vì người đó chính là thuộc hạ năm xưa hắn đã phái tới tử hải lồng giam thạch tượng quỷ tổ người đã thoát khỏi tử hải lồng giam thạch hoang đại đế gắt gao nhìn chằm chằm đối phương thần sắc đầy sợ hãi nhìn thấy bản đế rồi sao còn không phục mệnh mau thu hồi chí bảo và nói cho bản đế biết rốt cuộc bên trong tử hải lồng giam kia là cái gì thạch hoàng đại nhân quả thật đã lâu không gặp bị thạch hoang đại đế vạch trần thân phận thạch tượng quỷ tổ vẫn không chút biểu cảm chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu tay vẫn không ngừng động tác từng sợi xì xích đen kịt bỗng xuất hiện bao phủ khắp hư không trói buộc thạch hoang đại đế khí tức cổ trận kinh người bùng phát khiến những cường giả xung quanh phải vội vã lùi lại không dám đến gần họ đều biến sắc nhìn cổ trận trước mắt nơi bốn đại chuẩn đế chí bảo đang lơ lửng tỏa ra khí tức mạnh mẽ đến mức đủ xé nát bất kỳ ai dám đến gần thậm chí khí tức của chính thạch hoang đại đế cũng mơ hồ bị áp chế không cách nào thoát ra làm càng thạch hoang đại đế gầm lên thạch tượng đã bao năm trôi qua người to gan đến mức ngay cả mệnh lệnh của bản đế cũng dám không nghe sao các ngươi tưởng dựa vào mấy món chí bảo này là có thể vây khốn được bản đế sao buồn cười các ngươi hoàn toàn không hiểu gì về lực lượng của một vị đại đế nói đến đây thạch hoang đại đế hừ lạnh một tiếng đồng tử lóe lên ánh sáng băng hàng ngay sau đó vô tận khí tức đại đế từ trong thân thể hắn bùng phát khí tức thạch chi mênh mông như đại dương quét ra hư ảnh những tảng đá cổ xưa quanh người thạch hoang đại đế bỗng nhiên xuất hiện những hư ảnh cự thạch này như đến từ thời thái cổ từ những vì sao băng rơi xuống vừa xuất hiện đã tỏa ra khắp bốn phương tám hướng trong chớp mắt chúng lao về phía trước hung hăng va chạm vào những xiên xích đen kịt xung quanh cố gắng phá vỡ sự trói buộc tiếng va chạm chói tay vang vọng khắp đất trời âm thanh nặng nề như tiếng trống lớn dội vào lòng mọi người khiến tất cả đều cảm thấy thân thể chấn động kịch liệt không ít người lập tức phun ra máu tươi uy lực của một vị đại đế quả nhiên khủng bố đến vậy trong cơn hoảng sợ mọi người vội vã lùi lại đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường vừa nhìn thấy đồng tử ai nấy đều co rụt lại trong cổ trận từng đạo phù văn cổ xưa lưu chuyển tinh vân xiềng xích chấn động như những sợi xích của địa ngục vẫn gắt gao giam cầm không gian quanh thạch hoang đại đế dù hắn ra tay thế nào cũng không thể phá vỡ kiên cố như bàn thạch trong cổ trận thần sắc thạch hoang đại đế cũng kinh hãi khó tin nhìn xung quanh đây là trận cổ gì vậy khí tức đại đế của ta lại không thể phá nổi phải biết rằng dù chỉ là một hình chiếu nhưng đây là lực lượng đại đế chân chính hội tụ đủ để dễ dàng nghiền nát cường giả cấp chuẩn đế vậy mà lại không thể phá được đại trận do bốn kẻ này tạo thành thạch hoang đại nhân đừng phản kháng vô ích thạch tượng quỷ tổ lạnh lùng nói trong đại trận này ngươi không thể nào thoát ra được đâu trận này chính là do gia la minh tổ và các cường giả chuẩn đế khác thiết kế để đối phó thủy mị đại đế năm xưa tại hành cung đại điện bị bỏ hoang ngay cả thủy mị đại đế trong trạng thái toàn thịnh cũng bị vây khốn vô số năm tháng vì lúc đó thủy mị đại đế là do đại điện hành cung áp chế nhưng hôm nay thạch hoang đại đế chỉ là một hình chiếu bốn chúng ta điều khiển tứ đại chuẩn đế chí bảo làm sao có thể không vây khốn được các ngươi thật to gan phá cho bản đế thạch hoang đại đế gầm lên giận dữ hắn liên tiếp đánh ra ngàn vạn quyền về bốn phía quyền ảnh dày đặc như sao băng rơi xuống điên cuồng công kích đại trận xung quanh quyết tâm phá vỡ nó tứ tượng thần hồn ngưng bốn đại cường giả thạch tượng quỷ tổ về hồn minh trùng bất tử thạch lão và thiên nhãn quỷ đồng loạt gào thét từng hư ảnh mờ ảo từ thân thể họ hiện ra dung nhập vào tứ đại chuẩn đế chí bảo điên cuồng thôi động cổ trận trong tiếng nổ vang kịch liệt thạch hoàng đại đế vẫn bị trói buộc chặt chẽ không có dấu hiệu thoát ra khó trách tên ma đồ này lại trấn định như vậy thì ra có thủ đoạn này bên ngoài cổ trận mà lệ nhìn từng trần đang tế luyện trong không gian trận trụ sắc mặt tối sầm cảm thấy áp lực nặng nề tất cả những chuyện này không phải đột nhiên xuất hiện chắc chắn nằm trong kế hoạch của từng trần trong cổ trận thạch hoang đại đế điên cuồng ra tay nhưng vẫn không thể phá vỡ tứ tượng thần hồn đại trận trong lòng vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ tột độ hắn bỗng quay đầu nhìn về phía đám cường giả bên ngoài giận dữ gầm lên đám phế vật các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì Mau tiến công đại trận giúp bản đế phá trận đám ngu ngốc này chẳng lẽ chỉ biết đứng xem thôi sao thạch hoàng đại đế gầm lên giận dữ nhiều cường giả đang chìm trong kinh ngạc giật mình tỉnh lại họ liếc mắt nhìn nhau rồi cắn răng lao tới tiếng gào thét vang vọng khắp trời hơn 10 cường giả đồng loạt xuất thủ công kích đại trận nhóm vệ hồn minh trùng thấy vậy nhíu mày quát lớn khí nguyên lời vừa dứt tứ đại quỷ tu vệ hồn minh trùng đồng thời thiêu đốt bản nguyên của mình bản nguyên dung nhập vào đại trận khiến khí tức tứ tượng thần hồn đại trận tăng vọt trong đại trận xuất hiện vô số xiên xích đen kịch kêu len keng vang vọng lập tức lao về phía đám cường giả đang tấn công tới trong chớp mắt những xiềng xích đen kịt như những lưỡi dao sắc bén xuyên thấu qua thân thể mấy tên quỷ tu đi đầu giam cầm chúng giữa hư không giữa những tiếng kêu thê thảm thân thể mấy tên quỷ tu nhanh chóng khô quát lại tinh khí thần trong cơ thể chúng không ngừng trôi đi trước mắt mọi người chỉ trong vài hơi thở thân thể chúng đã khô héo rồi phù một tiếng hóa thành cho bụi lực lượng mà xiềng xích hấp thu được nhanh chóng dung nhập vào đại trận càng tăng cường thêm sức mạnh cho nó mọi người nhìn thấy cảnh tượng này vội vàng lùi lại vẻ mặt hoảng sợ các ngươi đứng ngay ra đó làm gì trong đại trận thạch hoang đại đế phẫn nộ quát lớn một đám phế vật đợi bản đế ra ngoài nhất định phải báo cho đại đế sau lưng các ngươi biết cho các ngươi không còn mặt mũi nào nhưng mọi người vẫn bất động thanh sắc muốn cáo trạng thì cứ việc dù sao bọn họ cũng không muốn chịu chết nhìn thấy mọi người bị dọa đến không dám nhúc nhích ma lệ lập tức mừng rỡ reo lên vẻ mặt phấn chấn vừa rồi thật sự suýt dọa chết hắn thế nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa hắn đã thấy vô số ánh mắt của đám cường giả xa xa đồng loạt quay về phía mình những ánh mắt xanh lét ấy như của bầy sói dữ đang nhìn con mồi không hiểu sao da đầu ma lệ run lên linh cảm có điều chẳng lành tên này cũng là một trong những kẻ đồng mưu giết hắn mọi người không dám động thủ với nhóm thạch tượng quỷ tổ thấy ma lệ lạc đàn thì không còn e ngại nhao nhao xông tới tranh nhau tấn công nhưng đúng lúc này từ chỗ không gian thần trụ đột nhiên truyền đến những ba động dữ dội khí tức không gian kinh khủng ập tới mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên trong hư không phía trước họ thấy toàn thân từng trần đang phát sáng thân thể của hắn dung hợp với trụ thần không gian trước mắt trông giống như một khí linh vậy lúc này thần trụ không gian ẩn hiện và nở rộ thần quang hùng vĩ đứng thẳng giữa thiên địa cuộc sáng liên tiếp giữa trời đất mơ hồ xoay tròn mắt ra lực lượng không gian khủng bố khiến tất cả mọi người trong tâm đều phải kinh sợ trong trận trụ quanh thân từng trần nở rộ vô tận thần quang không gian từng đạo không gian chi lực tràn ngập âm thầm kết hợp cùng không gian chi lực trên bốn phía thần trụ tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ không gian cộng hưởng thành công rồi trong đại trận từng trần bỗng nhiên mở mắt ra trong ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ trải qua thời gian luyện hóa dài như vậy trận trụ thứ chín này cuối cùng đã bị từng trần khống chế rơi vào trong tay của hắn lợi hại đây chính là cửu minh cấm không đại trận sao khi trận trụ thứ chín bị từng trần dung hợp tâm thần của hắn trong nháy mắt như hòa làm một với hư không bốn phía thần thức của từng trần nhanh chóng khuếch tán dung nhập vào trong chính cây thần trụ mà trước đó hắn đã nắm giữ một cảm giác triệt để nắm giữ không gian bốn phía trong nháy mắt tràn ngập toàn thân từng trần trong đồ hắn toàn bộ tử hải hiện ra như một bản đồ mặt phẳng trên bản đồ này chính điểm sáng được hắn thắp lên chính là chính cây thần trụ hắn đang nắm giữ tuy nhiên điều này chỉ đại diện cho việc hắn đơn giản khống chế được một phần không gian mà thôi việc không bị cửu minh cấm không đại trận này phong tỏa không có nghĩa là đại trận đã hoàn toàn bị hắn khống chế nhưng như vậy cũng đã đủ rồi lấy chính điểm sáng này làm trung tâm thần thức của từng trần nhanh chóng lan tràn, 10 đạo, 11 đạo, 12 đạo. Trên địa đồ mặt phẳng trong đầu hắn, từng điểm sáng liên tiếp bừng lên, lấy chín cây trụ cột hạch tâm làm cơ sở, thần thức của hắn nhanh chóng khuếch tán tới 72 cây trận trụ khác, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn, muốn đồng hóa những trụ thần không gian này. Sức mạnh không gian thật là khủng khiếp, đây mới thực sự là khống chế không gian cấp đại đế. Từng trần nhắm mắt lại, toàn thân cảm thấy một loại cảm giác khoan khoái chưa từng có. Giờ phút này, thần thức của hắn dần dần dung hợp cùng Cửu Minh Cấm Không Đại Trận, nhìn thấy một thiên địa hoàn toàn mới mẻ chưa từng có. Trong một ý nghĩ, sức mạnh của hắn đã bao trùm tứ phương lúc trước thân thể trong suốt của từng trần không ngừng sụp đổ vì dung hợp không gian chi tâm nhưng giờ đây sau một cơn rung động nhẹ nhàng không những không tiếp tục vỡ tan ra những vết thương nứt ra kia còn như được hồi sinh chậm rãi khép lại trước mắt bao người từng trần thần hồn dung hợp với hư không một loại khí tức không gian phù hợp với thiên địa mơ hồ tản ra bao trùm cả vùng tử hải này đáng chết kẻ này đang dung hợp cửu minh cấm không đại trận thạch hoang đại đế đang bị tứ tượng thần hồn đại trận vây khốn nhìn thấy cảnh này đồng tử đột nhiên co rút lại nhất định phải ngăn cản hắn nếu không cử minh cấm không đại trận này sẽ không cách nào vây khốn được kẻ này nữa hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra giờ phút này lực lượng không gian trên người từng trần đang tăng lên với một tốc độ kinh người mơ hồ trong đó có một loại khí thế đại đế đang dần hiện ra đây là đang cảm ngộ lực lượng đạo vận cấp đại đế thạch hoang đại đế bỗng nhiên quay sang nhìn mọi người phẫn nộ quát các vị nhanh chóng động thủ ngăn cản người này tuy nhiên đối mặt với mệnh lệnh của thạch hoang đại đế sắc mặt của rất nhiều cường giả ở đây đều rất khó coi nhưng căn bản không ai dám tiến lên lúc trước khi từng trần chưa khống chế được không gian thần trụ này mọi người tùy tiện xâm nhập đều là chớp mắt vẫn là bây giờ đối phương đã bắt đầu khống chế cửu minh cấm không đại trận nếu bọn họ tiến lên e rằng chết cũng không biết chết như thế nào chuyện chịu chết ai lại nguyện ý làm chứ mẹ nó đám phế vật tham sống sợ chết này thạch hoang đại đế thấy thế sắc mặt âm trầm vô cùng giận dữ hét lên không dám tiến lên chẳng lẽ còn không biết triệu hoán ấn ký đại đế trong đầu các ngươi để hình chiếu đại đế sau lưng các ngươi giáng lâm sao thực để cho tiểu tử này thành công các ngươi đều khó thoát cách phạt thạch hoang đại đế tức đến nổ phổi nghe vậy mọi người hai mặt nhìn nhau sắc mặt khó coi mẹ nó thạch hoang đại đế này là thiểu năng sao bọn họ thầm nghĩ nếu trong đầu mình có ấn ký đại đế còn cần hắn phân phó sớm đã gọi ra hình chiếu đại đế hàng lâm rồi bọn họ những người này được an bài ở trước trận trụ trông coi siêu thoát mặc dù ở trong thế lực của mình đều coi như không yếu nhưng hầu như không có một người nào là nhân vật lãnh tụ trong đầu làm sao có được ấn ký đại đế dù sao thì hình chiếu đại đế cũng là lực lượng bản nguyên đại đế ngưng tụ há lại là thứ mà người người đều có thể sở hữu nhìn thấy vẻ mặt của mọi người thạch hoang đại đế cũng biết là mình ngây thơ không khỏi lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía sau sau đám phế vật tu la đạo tổ và phán quan quỷ vương còn chưa tới bây giờ hắn bị nhốt trong đại trận chỉ có tu la đạo tổ và phán quan quỷ vương chạy tới mới có thể ngăn cản đối phương trong lúc thạch hoang đại đế lo lắng cả người từng trần lại đang chìm trong niềm vui vô tận hóa ra đây mới thật sự là lực lượng không gian cấp đại đế trong trận trụ từng trần lộ vẻ kinh hỉ thần hồn dung hợp cùng cửu minh cấm không đại trận như đang thỏa thích trong một đại dương không gian mênh mông điên cùng hấp thu lực lượng một loại khí tức không gian của đại đế mơ hồ nở rộ trên người từng trần mà ở một bên khác thạch hoang đại đế không ngừng tấn công tứ tượng thần hồn đại trận cố gắng xông phá trói buộc của đại trận nhưng đám người phệ hồn minh trùng với sắc mặt dữ tợn đã trực tiếp thiêu đốt bản nguyên căn bản không cho thạch hoang đại đế có cơ hội giải dụa bọn họ chỉ cần ngăn chặn được hình chiếu thạch hoang đại đế này là có thể tranh thủ đủ thời gian cho từng trần trong lúc từng trần đang không ngừng thắp sáng càng nhiều trụ không gian từng tiếng xé gió kinh người đột nhiên từ phía chân trời xa xa truyền đến sau một khắc trên thân từng cường giả tản ra khí tức khủng bố bỗng nhiên từ phía chân trời lướt đến trong khoảnh khắc đã tới gần hiện trường trên thân hai người dẫn đầu tản ra khí tức chuẩn đế khủng bố thân thể nguy nga khí thế bàn bạc đó chính là phán quan quỷ vương và tu la đạo tổ phía sau họ còn có những cường giả đỉnh phong khác đang nhanh chóng chạy tới nhìn thấy hai người này trên mặt tất cả mọi người tại đây đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên trong lòng thạch hoang đại đế cũng vui mừng khôn xiết không đợi hai người chạy tới trong miệng liền lo lắng quát phán quan quỷ vương tu la đạo tổ các ngươi tới đúng lúc lắm mong mong ngăn cản kẻ này phán quan quỷ vương và tu la đạo tổ vừa đến hiện trường ánh mắt ngay lập tức rơi vào người thạch hoang đại đế đang bị nhốt họ nhìn thấy tứ tượng thần hồn đại trận do bốn người thạch tượng quỷ tổ tạo thành cùng với bốn kiện chuẩn đế chí bảo trên đỉnh đầu bọn họ trong lòng họ kinh hãi dữ dội thạch tượng quỷ tổ vệ hồn minh trùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn có Bất Tử Thạch lão, hắn không phải là người của Thạch Hoang Đại đế sao? Tại sao lại động thủ với Thạch Hoang Đại đế? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Những ý niệm kinh nghi trong đầu bọn họ không ngừng quanh quẩn, ánh mắt Tu La đạo tổ cũng nhìn thấy Ma lệ đứng cách đó không xa. "Lệ Ma, vì sao ngươi lại phản bội bản tổ?" Tu La đạo tổ gầm thét, ánh mắt băng lãnh, hai con ngươi sáng rực kia giống như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào đôi mắt của Ma lệ, như muốn nhìn thấu tâm can hắn. "Dám cả gan phản bội Ngũ Nhạc Minh đế đại nhân, có biết tội gì không?" Trên cửu u, dưới hoàng tuyền, ngươi đều khó thoát khỏi sự truy đuổi còn không mau trở về ánh mắt tu la đạo tổ lóe lên quát trái tai hắn không phải muốn buông tha ma lệ mà là muốn từ trên người hắn tìm hiểu được chân tướng sự việc mẹ nó tên ma đồ này hại chết ta rồi sắc mặt ma lệ khó coi vùng trộm liếc nhìn từng trần tâm tư bắt đầu chuyển động trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ thống khổ do dự ma lệ ôm đầu thân sắc thống khổ trong đầu phản phất có hai cổ lực lượng kinh khủng đang xung đột lẫn nhau hắn nhìn tu la đạo tổ trong ánh mắt toát ra đủ loại cảm xúc có kích động có thống khổ có dãy dụa có do dự như thể thân thể đang không thể tự chủ được tu la đại nhân ma lệ thống khổ gào thét khuôn mặt vặn vẹo giống như đang kiệt lực thoát khỏi sự khống chế đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha